họ đầu bếp trưởng à, đang làm thịt con rắn à. Con không thằng ấy, con nó chạy ra đó chắc luôn á, mở ra nó chạy chưa mở mắt nữa đồ đâu. Cái này sợ nó bể mất cái mực của nó. Mình muốn móc được cái mực đó rồi. Cái này phải mực không? Để dưới này nè. Mực nằm trên đó đó. Cái gì rắn không à? Ê, nó ra, nó ra, nó ra. Ra, tới cây đập thôi chứ sao vậy. Tim nè. Nó còn bò, nó bò đó rồi, phải không? Ừ. Đó mới biết đó.